Hôm nay Chủ nhật 27 tây tháng 11 2022 tới giếng ngọc của họ Đặng Ngọc Tôn Tạo để mà cúng tổ tiên của ông bà sanh ra cậu Tính. Và đây em Thanh, em Mai đang thắp nhang cho phần mộ tổ tiên. Cái này coi chừng nguy hiểm té xuống nha con nha. Con tên gì nè? Nói lớn lên, con trai nói thật lớn lên cái tên của con. Con nói tên con thật lớn lên coi cho bác nghe coi. Tên gì? Con tên gì? Nhờ mấy tuổi? 6 tuổi. À, giỏi quá. Đây là chung quanh khu vực rừng và cổ thụ giếng ngọc. Và đây cháu Mộng Thúy thay mặt cậu Tính ra thắp nhang cho tổ tiên của gia đình.